Hai chào bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác chiếc xe Mitsubishi Xpander Cross. Ở đây em đang có phiên bản MPV 7 chỗ, bản Cross, bản đặc biệt, bản LE Limited Edition ấy. Bản này thì so với phiên bản Cross thường thì giá niêm yết sẽ là 662 triệu, có thêm cam 360, có thêm bộ tem theo xe và cái màn hình lớn hơn. Giá của bản này cũng thấp hơn bản thường là 662, còn bản Cross tiêu chuẩn thì giá niêm yết sẽ là 670. Nhưng mà với bản Cross tiêu chuẩn thì anh em sẽ được hỗ trợ về thuế trước bạ, nên tính ra cái giá của Cross tiêu chuẩn thì nó vẫn là thấp hơn so với phiên bản Cross bản đặc biệt, bản LE này. Với cái phiên bản Cross đặc biệt thì anh em để em nhận diện thì xe có thêm là bộ cam 360, cam 360 đấy, cam xung quanh xe này. Nếu mà anh nào mà sau khi nhận xe sẽ được dán thêm tem, hiện tại bản này chưa có bộ tem và có thêm cái màn hình lớn hơn. Còn lại về ngoại thất, nội thất và option tổng thể thì nó sẽ giống nhau. Thì hiện tại với Xpander Cross anh em mà lựa chọn thì sẽ được hỗ trợ về thuế trước bạ nhé. Đấy, với phiên bản tiêu chuẩn thì được hỗ trợ thuế trước bạ nhé, rất là tốt. Còn với phiên bản đặc biệt này thì chưa có chính sách hỗ trợ. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về chiếc xe Xpander Cross cho anh em xem, để anh em nào đang có nhu cầu lấy xe mà không phải muốn mua bia kèm lạc mà còn muốn được hỗ trợ về thuế nữa thì có thể là có một cái lựa chọn nhé. Với Xpander phiên bản Cross này thì xe sẽ có kích thước tiêu chuẩn là chiều dài là 4,5m, rộng 1,8m và cao 1,75m. Tất cả các phiên bản thì đều sử dụng động cơ là động cơ 1.5 Mivec, hộp số tự động 4 cấp nhé. Với phiên bản này thì xe sẽ có trang bị tất cả cụm đèn phía trước là đèn full LED. Bản này là bản màu cam anh em nhé. Xe sẽ có các màu là màu cam, màu trắng, màu bạc và màu đen, tổng cộng là 4 màu. Đấy. Về kích thước thì xe sẽ dài, rộng và cao hơn một chút so với phiên bản Xpander thường. Đấy. Bản này sẽ là bản Limited, còn cái bản Cross thường thì nó cũng giống như đây thôi, nhưng bản Limited này sau này anh em lấy xe sẽ được hỗ trợ tặng thêm bộ tem theo xe nhé. Đấy. Về xe thì bản này Limited thì bản anh em sẽ có cam 360 độ này. Đấy, cam trên gương luôn. Đấy. Về mặt ca lăng phía trước thì anh em thấy là cái thiết kế rất là quen thuộc của Mitsubishi, đấy là ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield Xpander Cross. Bản này là bản hướng theo cái phong cách SUV thể thao nên nhìn nó khỏe khoắn và thể thao hơn so với phiên bản Xpander thường. Bản Xpander thường thì hướng tới là xe đi gia đình thôi. Bản này thì anh em sẽ trang bị cụm đèn LED rất là đẹp. Bộ mâm thì sẽ là mâm thể thao 5 chấu 17 inch nhé. Đấy. Mâm thể thao. Với phiên bản này thì anh em cũng có trang bị là chìa khóa thông minh mở cửa bằng nút bấm. Đấy. Phần đuôi xe thì anh em cũng sẽ có trang bị phần đuôi cụm phanh sau sẽ là cụm đèn full LED nhé, còn đèn phanh là dạng LED này. Bản này sẽ có trang bị là cam 360 độ cảm biến toàn thân cũng như là camera lùi. Đấy. Xpander Cross. Đấy. Cốp rất rộng. Bản này thì cốp vẫn là cốp một cơ nhé, cốp sau thì vẫn là cốp cơ và anh em có thể nâng cấp được lên là cốp điện. Này, cốp này. Hàng ghế thứ ba thì anh em khi mà gập phẳng xuống thì nếu đi 5 người gập phẳng xuống thì nó sẽ thành một cái sàn phẳng để anh em có thể là ngồi rất là thoải mái cũng như là để đồ cực kỳ là rộng rãi. Về nội thất này, nội thất ở phiên bản này thì nội thất thì tất cả các ghế thì đều là nội thất ghế da màu đen. Đấy. Xe sẽ có trang bị là hệ thống an toàn là có 2 túi khí, hệ thống giải trí là 6 loa với 4 loa cánh cửa nhé. Ghế thứ hai này rất là rộng rãi, cái khoảng để chân ở ghế thứ hai cực kỳ là rộng rãi. Anh em mà nếu mà muốn xuống ở ghế thứ ba thì có thể là gặp hàng ghế thứ hai một chạm, rất là đơn giản thôi. Hàng ghế thứ hai thì gần gặp một chạm là anh em có thể là đi xuống ở ghế thứ ba được. Ở đằng sau hàng ghế thứ hai thì anh em cũng có trang bị cổng sạc cũng như là cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai để anh em chở gia đình, người già, người thân của mình được thoải mái. Đây, cửa gió điều hòa ghế thứ hai, anh em có thể điều chỉnh mức gió ở hàng ghế thứ hai có thể riêng biệt so với người lái, rất thoải mái. Đấy, nếu anh em muốn xuống hàng ghế thứ ba thì gặp một chạm hàng ghế thứ hai là anh em có thể là ngồi được hàng ghế thứ ba rồi. Đấy, hàng ghế thứ ba thì có một cơ chế đây, khi anh em gập ghế lên thì hàng ghế sau nó tự nâng lên và lùi lại để tăng cái không gian để chân cho anh em. Đấy, rất là thông minh. Về hàng ghế lái thì anh em sẽ có trang bị là ghế lái chỉnh cơ 6 hướng. Xe sẽ có đây, ghế này là ghế lái chỉnh cơ nhé, chưa phải chỉnh điện. Nội thất rất rộng rãi.
Với cái phiên bản này thì về tiện nghi, anh em sẽ có trang bị màn hình, bản này sẽ là màn hình 9 inch nhé. Bản limited này thì màn hình 9 inch, còn cái phiên bản tiêu chuẩn thì màn hình 7 inch. Đấy. Màn hình này thì lớn hơn và cũng trang bị cam 360. Đây, sẽ có trang bị cam 360 độ. Bản thường thì chưa có cam 360. Bản này thì giá niêm yết thì rẻ hơn, nhưng mà giá mua vào thì anh em vẫn cao hơn vì bản thường anh em được hỗ trợ thuế trước bạ. Đấy. Xe có trang bị chìa khóa thông minh, hệ thống kiểm soát hành trình giữ ga tự động Cruise Control. Rất là tiện nghi. Đấy. An toàn thì sẽ có hỗ trợ là cân bằng điện tử, hỗ trợ là chống lật, đấy, hỗ trợ là lên dốc này. Bản này thì hộp số tự động là 4 cấp nhé, công nghệ động cơ là Mivec, tiết kiệm nhiên liệu.